Bây giờ mình sẽ mở VN ngày nay ra ha. Sau đó thì đọc các câu hỏi comment của bạn khán giả hồi sáng. Các câu hỏi này thì Trinh sẽ chọn và trả lời. Các bạn không biết bạn nào sẽ được may mắn chọn câu hỏi đấy ha. Yeah, đây, sáng nay chương trình đã post và đã có rất là nhiều câu hỏi. Wow. Giờ Trinh sẽ chọn nhẹ các câu hỏi mà Trinh thích để xem coi 10 bạn nào may mắn có thể được Trinh chọn là câu trả lời câu hỏi nè. Ngọc Trinh ơi, không chỉ là diễn viên mà còn là nhà đầu tư và sản xuất của bộ phim Vui Đại Náo. Trinh không sợ bị người ta nói mình chỉ có thể đóng phim của chính mình bỏ tiền ra à? Cái này nó hay lắm á Trinh, là Trinh có thể thoát ra và trả lời câu hỏi được luôn đó. Nếu mà Trinh muốn các bạn có thể nghe được, Trinh có muốn các bạn nghe được câu trả lời không? Dạ cũng được. Ok. Rồi, Trinh có thể chọn vì bọn chị đã chọn sẵn những tấm hình, ví dụ Vui Vui Đại Náo rồi. Như Trinh cũng đã chia sẻ là cái việc mà sợ bị người khác nói là phim mình chỉ được đóng phim khi mà mình đầu tư thì Trinh không có sợ việc này. Trinh đã có chia sẻ là Trinh trở thành nhà đầu tư của bộ phim này là sau khi Trinh đi đóng phim, nên là Trinh không có sợ bị mọi người nói. Rồi xong rồi chị, rồi sao nữa? Đăng đúng không? Đúng rồi, nhấn đăng thôi. À, là nó sẽ hiện ra tấm hình của Trinh và mọi người ở trên vlog luôn đó. Trinh ơi, mình là gái 30 rồi, nhan sắc cũng ok, tính tình cũng tốt, công việc cũng ổn định mà vẫn chưa có bạn trai. Làm sao để thoát ế như Trinh? Có phải là phụ nữ cần phải giả bộ ngu ngốc trước mặt đàn ông hay không? Trinh nghĩ là phụ nữ hay là ai đi chăng nữa thì mình cũng không nên giả vờ mình là ai trước mặt người khác hết á. Mình phải là mình. Mình cứ sống trung thực và chân thành với họ. Lúc mà Trinh còn ế thì Trinh cũng không biết cách nào để mà thoát ế. Nhưng mà mình cứ cải thiện bản thân mình, hoặc là mình cứ chăm sóc bản thân mình đẹp lên hàng ngày thì chuyện gì đó nó sẽ đến thôi. Trinh cũng có lúc ế hả? Có những lúc em đâu có người yêu đâu, nhưng mà em đâu có nghĩ là mình có những lúc, phải nói đúng hơn là có những lúc em chưa có người yêu, chứ thật ra lúc nào thì cũng có người săn đón cả. Nếu như mà các bạn muốn thoát ế thì các bạn hãy đi xem bộ phim Vui Đại Náo nha. Vì trong bộ phim Vui Đại Náo có rất là nhiều câu thả thính mà Trinh nghĩ là các bạn thả là sẽ dính ngay. Anh Tài, em xin lỗi nha. Tại vì chưa có được sự cho phép qua mà em đã thích anh mất rồi. Anh ngồi đi. Em hẹn ra đây để nói với anh là em không có ở chỗ cũ nữa, em chuyển nhà rồi. Em chuyển nhà mà em chuyển đâu? Em chuyển về trái tim anh. Nhà em có sao em không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim anh? Hay nhá. Em sao em sao đấy? Anh ơi, coi giùm em, trong mắt em có cái gì mà? Rồi, phải có cái gì đâu. Nè, anh coi kỹ đi, trong mắt em có đó. Không có. Nè. Còn cái gì? Có anh. Có anh. Câu hỏi số 2 là chị ơi, sao em thấy nhân vật Hoàng từ biểu hiện gay sang không gay hơi khó tin. Chị có cưới người như Hoàng sẽ sống hạnh phúc không? Cưới về thì ai sẽ làm chồng? Thật sự nhân vật Hoàng là thẳng mà. Nhưng mà tại vì bị hiểu lầm do những cái biểu hiện ở bên ngoài thôi. Thẳng hay không thì cũng đã thẳng rồi, nên là em có tin hay không thì cũng không ấy được. Nhưng mà chị nghĩ là với một con người tốt bụng và sống rất là chân thành và có cả tiệm vàng như Hoàng nữa, thì chị nghĩ là cô gái nào cưới Hoàng thì cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Mà nói về hôn nhân á, thì cái điều đầu tiên là về tình yêu. Nếu mà tình yêu không có thì cho dù là mạnh mẽ hay là trai thẳng như thế nào thì cũng sẽ không có hạnh phúc. Nên chị nghĩ là mình nên tôn trọng cái giới tính của mọi người, miễn sao là họ sống lương thiện thì là cho dù là công hay thẳng thì
cũng không phải là việc của mình mà mình nên tôn trọng họ. Năm ngoái Trinh có tung một bộ ảnh Nui nghệ thuật rất đẹp. Năm nay sao không thấy có bộ ảnh đầu năm nào vậy? Thứ nhất là chắc có lẽ là do bận phim quá nên là chưa có kịp chụp. Với lại là cũng muốn khi mà chụp một bộ ảnh như vậy thì phải cũng phải có thời gian để set up những cái concept phù hợp. Sao? Đăng.